Mới đây trên các trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô giáo tại xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình ngã sóng xoài trên đoạn đường đầy bùn đất. Những hình ảnh này đã khiến dư luận vô cùng xúc động. Theo tìm hiểu được biết, thì hình ảnh người đi xe máy bị ngã trên đường đến trường được người dân chụp lại và chia sẻ là cô giáo Lê Sương Sương, giáo viên cắm bản tại bản sắt trường mầm non Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Cô Sương cho biết lúc đó đang đi xe máy vào thời điểm trường do đường lầy lội sau cơn mưa nên xe bị trơn trượt và ngã xuống đường. Và cô thông tin thêm sau khi ra trường, cô dạy 8 năm ở trường mầm non Đồng Bằng, huyện Quảng Ninh. Sau đó cô xung phong lên dạy ở điểm trường bản sắt xa xôi hẻo lánh. Điểm trường này thì có 15 học sinh là con em của đồng bào Bru Vân Kiều. Ở bản chưa có điện lưới, sóng điện thoại và đường vào bản ngày trước hoàn toàn là đường đất lầy lội, nay được đổ bê tông ở một số đoạn.